Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem trên các kiện chống các em của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ tổng hợp cho quý anh chị tất cả các dòng cá hiện tại có shop em cho quý anh chị mình xem và tham khảo ha. Vì hôm nay là cái ngày cuối tuần đó, nên em tổng kết ha. Đó thì mình cứ xem hết cái video đi, mình thấy thích cái dòng nào mình ủng hộ shop của em vài dòng ha. Đó, và cá này em đóng em gửi tỉnh, em chỉ nhận chuyển khoản tính toán trước sau đó mới đóng thùng và gửi ship nha. Vì đây là cái mặt hàng các kiện gửi đi không có gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua, mà không tin tưởng thì thôi, em bán cho anh chị em khách hàng nào cũng như nhau. Và cá em đóng em gửi là sẽ có bảo hành trên đường vận chuyển cho mình ha. Đó, mình nhận hàng như là cá không đúng mẫu, cá quậy, vỡ bọc, cá chết thì em sẽ đóng cái khác. Đó, và gửi lại cho quý anh chị mình. Đó là cái phương châm bán hàng của em. Đó, anh chị nào mua của em nhiều rồi cũng biết em bán hàng như thế nào. Đó, và bây giờ em sẽ vào chi tiết các dòng cá hôm nay cho quý anh chị mình xem và tham khảo nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với một cái combo số 1. Combo số 1 này em sẽ có là hai con coi bướm. Đó, siêu đẹp nha quý anh chị, hàng tuyển chọn kỹ lưỡng nha. Ở đây em sẽ có là cái bông nó là ba màu nha quý anh chị. Đó, trắng, đỏ, đen và vảy của nó là full vảy nhỏ kim tuyến nha. Đó, full vảy nhỏ kim tuyến và vảy chớp ha. Đó thì hai con này đặc biệt nó chỉ có hai con thôi nha. Em không có giống lựa cái combo nào giống như vậy được nha. Đặc biệt chỉ có hai con thôi. Đó, anh chị nào thích cái hệ bông mình có thể đó mình xem qua video mình ưng thì mình chốt ha. Đó, mình chốt thì mình chốt nhanh chốt lẹ giùm em ha. Đó, đừng có hẹn nha, đừng có hẹn để mai anh chốt này nọ. Dạ em không có chờ nha. Anh em nào mua thì cứ chuyển khoản. Chuyển khoản là em lên đơn và em đóng em gửi ngay à. Tiếp tục em đến với siêu phẩm. Đó, gọi là siêu phẩm nha quý anh chị. Đây là hàng em tuyển chọn từng con nha. Và đặc biệt ở đây em sẽ có một cái combo trắng này thôi, chỉ có một combo thôi. Và trắng này là trắng chép nhật nha quý anh chị. Chép nhật này thì em sẽ có là ba con full vảy rộng, một con full vảy nhỏ. Đó, vảy rộng rất đều nha quý anh chị, rất là đều luôn nè. Đó, mình xem cá này thả vô hồ là nhức nát luôn, rất đẹp nha. Đó, đây nó có một đường vảy giữa rất đẹp luôn, con nào cũng có nha. Đó, đó con này quá quyết luôn, nó cái tướng tá nó là y chang con Quy Tần luôn quý anh chị, nó rất đẹp nha. Đó, thì cái size của quý anh chị đang xem thì nó tầm khoảng 25 cm, nó tầm khoảng 25, có con dài thì tầm khoảng 27 luôn quý anh chị. Đó, thì chọn cái combo này em đang bán với giá là 350k nha quý anh chị, chỉ có một thôi nha. Anh chị nào mua chút nhanh chút lẹ giùm em ha, cá tuyệt vời luôn, cá tuyển chọn lắm quý anh chị. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với một combo thứ ba. Combo thứ ba này là chép nhật luôn nha quý anh chị. Đó thì cái size nó tầm khoảng 27-28 cm, nó thuộc size lớn nha, size lớn nha quý anh chị. Đó, ở đây em sẽ có là ba con vảy rồng, một con full vảy nhỏ ha. Đó, cái màu của nó sẽ có là màu vàng vàng đồng, đó cam, đó lai lai ba màu. Đó, những cái con vảy rồng rất đẹp nha quý anh chị. Đó, đây. À, cá này anh chị thả hồ kính á, rất là tuyệt vời nha. À, đây cái dàn dãy thì nhức nách luôn. À, size tầm khoảng 27-28 cm, nó gần 30 nha quý anh chị. À, cá to nha, cá to thì cá to này mình nuôi những cái hồ siêu măng hoặc là hòn non nào cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Cái hàng này thì nó không kén hồ nha, tại vì quay đuôi nó dài, nó không có kén hồ, mình thả ở trên nhìn xuống được, nhìn ngang nó cũng đẹp nha quý anh chị. Rồi và chọn cái mô này á là giá của nó là hơn 400.000 nha quý anh chị. Đó, con chấp nhận thì nó sẽ rẻ hơn một tí so với cái chụp coi bướm ha. Thì chọn cái bò này em đang bán với giá chỉ 320k thôi nha quý anh chị, size bự nha, 320k cực kỳ rẻ nha quý anh chị ơi. Đó, ở đây là em lựa, em tuyển từ con nha, anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng của nó nha. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ tư. Combo thứ tư này em sẽ có là đơn sắc dòng coi bướm, hàng tuyển chọn từ con. Đây là một cái combo whip nha quý anh chị, combo whip nha, cực kỳ đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, mỗi một con nó sẽ có một nét đẹp riêng. Ở đây em sẽ có là 2, 4, 6 con. Đó, 6 con này là sẽ có là 6 màu sắc khác nhau. Và cái màu của nó dạng đơn sắc nha quý anh chị, nó không sẽ không có dính 3-4 màu này nọ nha. Đó, em sẽ có là một đen nè, một cam đỏ nè. Đó, một vàng đồng nè, một con bạc ảnh đồng nè, một con trắng nè, một con dạng vàng cam. Đó, rất đẹp nha quý anh chị ơi, combo này rất là whip nha. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 25 đổ về nha quý chị, 25 đổ về, tầm khoảng 24-25 nha. Đó, và chọn cái combo 6 con này em đang bán với giá chỉ 550k thôi nha quý chị, 550k nha. Đó, hàng này thì để em vớt cho quý chị mình coi. Đó, đây là cái độ to của cá nha. Đó, cái con bạc này cực kỳ đẹp nha quý chị, rất đẹp luôn. Đó, đó trắng, đây là coi bướm nha quý chị ơi. Đây, con full đen rất đẹp luôn, nhìn nó là ná như chiếc sư tử luôn quý anh chị. Đó, con dạng vàng ánh đồng. Đó, rồi. Đó, anh chị mua thì mình cứ chốt nhanh chốt lẹ giùm em ha. Đó, đừng có hẹn em nha, em không có hẹn. Anh chị nào mua chuyển tiền em chuyển cá nha. Đó, rất tuyệt vời quý anh chị ơi, combo thứ tư này cực kỳ đẹp, cực kỳ clip nha.
Rồi tiếp theo mình sẽ đến với một combo thứ 5. Ở đây em sẽ có là 4 con coi bướm vảy rồng da trơn, siêu đẹp quý anh chị ơi, cực kỳ đẹp nha. Đó, cái size của nó thì tầm khoảng 23-24 cm, 23-24 nha. Đó, đây là cái combo gọi cũng gọi là cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Mình cứ xem tham khảo, mình xem kỹ lưỡng, mình chốt cái nào mình chọn cái đó ha. Đó, thì đây em lên cái combo. Mỗi combo là em tuyển chọn, em phân loại, em phối rất là hợp lý, không có thừa thải con nào trong một combo hết. Đó, anh chị cứ xem từ từ. Đó, thì cái size là size tầm khoảng 24. Đó, tầm khoảng 24 này thì chọn cái combo này em đang bán với giá trị 350k nha quý anh chị. Đó, 350k, cá cực kỳ đẹp nha quý anh chị ơi. Đây, ở đây em sẽ có một con vàng ánh đồng. Đó, vai hai bên là da trơn, còn cái lưng nó là leo với rồng nha quý anh chị, rất là đẹp nha. Đó, combo này không có thừa con nào đâu, con nào cũng đẹp, em tuyển kỹ nha. Đó, con này leo lưng với rồng cũng cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Con này cũng vậy nha. Đó, bốn con này là nếu mà anh chị nào thích dạng vảy rồng mình đừng có bỏ qua combo này, rất đẹp nha quý anh chị. Đó, con trắng nè. Đó, rồi chỉ có 350k thôi nha quý anh chị. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ 6 nha quý anh chị. Hôm nay em lên rất nhiều combo nha, mình cứ xem từ từ mình thích dùng nào mình chốt dùng đó ha. Và mỗi combo thì cái phần cá nó sẽ khác nhau. Đó, thì quý anh chị chốt nhiều combo thì nó sẽ rất là nhiều màu sắc. Đó, thì combo thứ 6 này em sẽ có là 5 con coi bướm dạng đơn sắc nha quý anh chị. Đó, em sẽ có là một con bạc đen cực kỳ đẹp nha. Đó, một con đỏ, một con vàng đen, một con dạng vàng đồng và một con dạng đen bạc nha quý anh chị. Đó, thì cái size của nó tầm khoảng 22-23 cm nha. Đó, 22-23 cm và chọn combo này em đang bán với giá là 400k nha quý anh chị. 400k nha, cá cực kỳ đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, rồi tiếp tục em sẽ đến với combo thứ 7 ha. Combo thứ 7 này em sẽ có là 4 con coi bướm. Đó, gồm 4 màu sắc khác nhau nha quý anh chị. Đó, dạng đơn giản như màu sáng đẹp nha quý anh chị ơi. Ở đây em sẽ có là một con dạng như đỏ cam, một con vàng, một con trắng chấm đỏ, một con dạng như là màu nâu, nâu vàng nha quý anh chị. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 22-24 cm. Tại vì cái thân của nó dạng như sọt ngắn nha quý anh chị, sọt ngắn nha, nó không có phải là phôm dài. Đó, nó to nhưng mà nó ngắn. Đó, đây em vớt cho quý anh chị mình xem. Rồi và chọn cái combo 4 con coi bướm. Đó, size tầm khoảng 22-24 cm này em đang bán với giá là 350k nha quý anh chị. Đó, đơn giản mà rất đẹp nha. Rồi tiếp tục em sẽ đến với combo thứ 8 nha quý anh chị. Combo thứ 8 này em sẽ có là 5 con coi bướm nha quý anh chị. 5 con coi bướm gồm 5 màu sắc khác nhau ha. Đó, ở đây em sẽ có là 3 con bông và 2 con đơn sắc ha. Đó, 2 con đơn sắc, một con vun vảy nhỏ, một con vảy rồng, 2 con vảy rồng, 2 con vảy kim tuyến. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 22 cm nha quý anh chị, 22 cm. Và chọn cái combo này em đang bán với giá là 350k nha quý anh chị. Đó, 350k. Mỗi combo nó sẽ có cái màu sắc cũng như là những kích thước khác nhau. Đó, mình xem cái combo nào ưng ý mình chốt nhanh chốt lẹ giùm em ha. Đó, có thể là em bán ế ha, có thể là em bán ế, nói qua ngày sau nó còn, nhưng có thể là em bán đắt trong một nốt nhạc nha quý anh chị. Quý anh chị mình mua thì cứ chốt nhanh chốt lẹ, đừng có chần chừ giùm em ha. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ 9 ha. Combo thứ 9 này em sẽ có là 4 con coi bướm, gồm 2 con bông, một con vàng và một con trắng ha. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 24-25 cm nha quý anh chị, dạng cá lớn nha. Đó, 2 con bông cực kỳ đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, rất đẹp nha. Đó, một con vàng và một con trắng nữa. Thì với cái size này thì combo thứ 9 này em đang bán với giá là 300k thôi nha quý anh chị, 300k thôi. Đó, rồi. Đó, rất rẻ mà cá rất là chất lượng nha quý anh chị. Đó, không phải rẻ là nó sẽ là không đẹp nha. Và cái đó cũng tùy theo cái sở thích của anh chị mình nữa. Đó, em nói gì thì kệ em, mà anh chị không thích đó thì nó cũng không có đẹp ha. Đó, rồi 300k cho chọn cái combo thứ 9 này nha, gồm 4 con size tầm khoảng 25 cm nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mình đến với combo cuối cùng của dòng coi bướm và nhật ha. Ở đây em sẽ đến với combo thứ 10. Đó, combo thứ 10 này em sẽ có là 6 con coi bướm. Đó, gồm là 2 con bông, bông trắng đỏ đen, 2 con bông đen trắng đỏ nha quý anh chị. Một con cam, một con dạng như cam vàng ánh đồng nha quý anh chị. Đó, thì cái combo cuối này em sẽ có là 6 con. Cái size nó tầm khoảng 20-22 cm nha quý anh chị. Đó, 20-22 cm. Và chọn cái combo cuối cùng này em đang bán với giá trị 400k nha quý anh chị. 400k, hàng cực kỳ đẹp nha, hàng tiễn nha quý anh chị ơi. Đó,
Tiếp tục mình sẽ trở lại với các dòng sư tử để quý anh chị mình xem tham khảo ha. Đó, đầu tiên em sẽ đến với sư tử đỏ, đó, body shop nha quý anh chị. Đó, có con này thì super short lên lưng gù ha. Đó, thì cá này cá trước mặt quý anh chị đang xem thì em sẽ có size tầm khoảng 13-14 cm và giá em đang bán là 550k một con. Quý anh chị chốt một đôi em để với giá là 1 triệu nha. Đó, còn mình mua lẻ thì cứ việc mình xem video, đó, mình chụp hình con cá nó lại, khoanh con cá nó gửi lại cho em sẽ tiện và lựa đúng con cá đó cho quý anh chị mình ha. Đó, dòng sư tử đỏ body short nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng sư tử vàng super short nha quý anh chị. Ở đây em sẽ có size tầm khoảng 11, đó, tầm khoảng 11-12 cm và giá em đang bán là 400k một con ha. Đó, và hôm nay em sổ luôn ha. Đó, 400k một đôi nó là 800, quý anh chị chốt nhanh chốt lẹ cho em trong cái video ngày hôm nay cuối tuần ha. Em giảm cho quý anh chị mình 200k cho một đôi nha. Tức là 800 một đôi còn 600k một đôi nha quý anh chị. Đó, hôm nay em sổ nha. Đó, quý anh chị mình mua một con em vẫn bán, em vẫn đóng, em vẫn gửi nha. Rồi tiếp tục đến với sư tử vàng. Đó, sư tử vàng sọt không phải super nha. Đó, thì ở đây em sẽ có cái size một cái con nhỏ thì tầm khoảng 13 cm, một con lớn tầm khoảng 14 cm. Đó, một con lớn thì em đang bán với giá là 450, con nhỏ thì nó 400 ha. Đôi này của nó là 850, hôm nay em sổ luôn ha. Đôi này em để cho quý anh chị mình với giá trị 600k thôi nha, 600k trong cái video ngày hôm nay nha quý anh chị. Đó, qua khỏi cái ngày thứ hai là em sẽ về giá cũ nha. Đó, em bán trong cái ngày chủ nhật và cái ngày thứ hai, hết ngày thứ hai em sẽ về giá cũ nha. Tiếp tục đến với một cặp sư tử full đỏ nha quý anh chị, siêu đỏ nha. Đó, cái size nó tầm khoảng 20 cm nha quý anh chị. Giá em đang bán là 1 triệu một con ha. 1 triệu một con nha quý anh chị. Ở đây em có một đôi ha. Và hôm nay em sổ luôn. Anh chị nào coi cái video gieo này trong cái ngày cuối tuần, hôm nay thì đôi này là 2 triệu. Em giảm cho quý anh chị mình 500k, còn chỉ 1 triệu rưỡi thôi nha quý anh chị. Đó, ở đây em quay đèn trắng nha. Đây, quay đèn trắng 100% nha quý anh chị ơi. Đó, anh chị nào xem kênh em nhiều cũng biết em không bao giờ quay đèn màu nha, xấu đẹp gì em cũng show bằng đèn trắng hết nha. Đó, rồi 2 triệu giảm 500 còn 1 triệu rưỡi nha quý anh chị. Rồi tiếp tục ở đây em còn một con sư tử trắng sọt body. Đó, thì ở đây cái size nó tầm khoảng 20 ha, tầm khoảng 20. Đó, và ở đây nó có tình trạng như thế này, tức là có một bên nó hơi bị ngoéo lại một chút. Đó, đây. Đó, thì con này giá của nó là 850 nghìn. Đó, thì cái con này em sổ cho quý anh chị mình với giá 500 nha, 500k nha quý anh chị. Đó, di kỳ thì nó chỉ ngoéo bên này thôi, chứ mình nhìn ngang qua, mình bỏ vô hồ á, mình nhìn ngang qua thì nó rất là đẹp nha. Đó, 850 em giảm cho quý anh chị mình 350, còn có 500k thôi. Đó, tiếp tục mình đến với một cặp sư tử full đen. Đó, tai bơi dày dặn cực kỳ đẹp nha quý anh chị ơi, hàng liền lạc nha. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 15 cm nha quý anh chị, 15 cm ha. Đó, và cá này em đang bán với giá là 450k một con nha. Một đôi này em để cho quý anh chị mình với giá là 780 nghìn thì mình chốt một đôi ha, lẻ thì 450 một con nha quý anh chị ơi. Đó, cái màu đen huyền nha quý anh chị. Ở đây, ở nhà mình có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu gì cũng có mình. Đó, có thể là mình mua một hai con đen mình thả mình làm điểm nhấn cũng rất đẹp nha quý anh chị. Cá này di kỳ tay bơi thì nó rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi tiếp tục em, ở đây em sẽ còn một con phi tần. Đó, một con phi tần size tầm khoảng 22, tầm khoảng 22 nha quý anh chị. Đó, giá của nó là 1 triệu ha. Thì con này em giảm cho quý anh chị mình 200 còn 800k ha. Ở đây để tí em lục đi nó còn con nào nữa không. Đó, phi tần hôm nay thì em còn lẻ thôi, không có nhiều nha quý anh chị. Rồi, ở đây em còn một con phi tần nữa. Cái size nó tầm khoảng 16-17 cm nha quý anh chị. Giá của nó là 800, em giảm 200 nha, còn 600 nha quý anh chị. Đó, cái này còn lẻ thôi. Đó, mình cứ xem mình có ưng thì mình chốt ha. Rồi tiếp tục em đến với một con phi tần vàng nha quý anh chị. Đó, phi tần vàng trước mặt quý anh chị đang xem thì cái size nó tầm khoảng 20-21 cm nha quý anh chị. Đó, và giá em đang bán là 1 triệu nha quý anh chị ơi. Đó, 1 triệu ha. Đó, thế nhưng con này nó cuối tuần, giá lại nó cũng còn con thôi, em giảm luôn nha. Em giảm cho quý anh chị mình 200 còn 800 nha. Đó. Rồi tiếp tục ở đây em còn một đôi phi tần đen full. Đó, thì cái size nó tầm khoảng 15-16 nha quý anh chị, 15-16 cm ha. Đó, cá em đang bán với giá là 400k một con. Thì đôi này em còn đôi cuối ha. Đó, giá một đôi này là 800k. Quý anh chị nào chốt ngay trong cái video này thì em giảm cho quý anh chị 100k ha. Đôi là 700 nha quý anh chị. Đó, một đôi 700 ha. Mua lẻ một con em vẫn đóng em ship ha. Đó, mình thích con nào mình có thể mình chụp cái màn hình mình khoanh con cá nó lại giùm em. Đó, em sẽ chọn đúng con cá đó và quay lại cho mình xác nhận đúng con cá đó thì em mới gửi nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với những cái dòng sư tử size nhỏ nha quý anh chị. Trước mặt quý anh chị em sẽ có là sư tử trắng sọt body. Đó, thì cái size nó tầm khoảng 5-6 nha quý anh chị.
giá em đang bán là một đôi 250, và quý anh chị chốt cho em hai đôi ha, hai đôi là 500, em giảm cho quý anh chị mình thêm 100k ha. Giá 4 con chỉ có 400k thì mình chốt chọn combo là 4 con ha. Còn mình chốt 2 con thì giá của nó là 250 cho một đôi nha quý anh chị. Anh chị nào mà thích cái mình ngắn á, em sẽ chọn những cái mình ngắn nha quý anh chị. Còn thích cái body dài, em lựa body dài ha. Ở đây nó có hai cái cỡ khác nhau nha quý anh chị. Rồi tiếp tục em còn ở đây em còn sót nha. Cái hàng Panda thì hôm nay em không có hàng mới nha quý anh chị. Ở Panda thì em có size tầm khoảng 8cm, 10cm. Giá em đang bán là 100k con nha quý anh chị. Và tiếp tục em đến với ba con cá sư tử đỏ, hai con super sọt và một con body sọt ha. Super thì nó sẽ body nó rất là ngắn nha quý anh chị. Đây. Đó, và giá em đang bán là 300k một con, size tầm khoảng 8cm nha quý anh chị. Siêu ngắn luôn. Đó, đây. Đó, còn cái con sọt này cũng đồng giá là 300k luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng sư tử full đen size nhỏ. Size nhỏ ở đây em sẽ có size tầm khoảng 7cm, 8cm nha quý anh chị, và giá em đang bán là 200k một con ha. 200k một con dòng full đen. Rồi tiếp tục em sẽ tạo một cái combo để quý anh chị mình tham khảo ha. Và combo này chỉ có một thôi nha. Em không có combo thứ hai tại vì cá nó hết rồi. Đó, thì ở đây em sẽ có là một cặp full trắng, một cặp panda, một con full đen, một con super sọt đỏ ha. Đó, rồi đây em sẽ tính giá lẻ xong rồi em sẽ tính giá combo cho quý anh chị mình tham khảo ha. Đó, một cặp trắng là 250, một con full đen 200 nữa là 450, một con đỏ 300 nữa là 750, một cặp panda 200 nữa là 950.000 quý anh chị. Và quý anh chị chốt hết cái combo này trong cái ngày hôm nay ha. Đó, giá của nó là 950k, em giảm cho quý anh chị mình 300k ha. Giá chỉ còn có 650 thôi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ nha quý anh chị. Nó rất hợp lý để quý anh chị mình tham khảo và mình nuôi chơi, mình mua tham khảo ha. Đó. Rồi tiếp tục em sẽ đến với các dòng sắc màu để quý anh chị mình xem ha. Rồi, đầu tiên mình đến với dòng cá két vàng, két vàng. Các bạn hôm nay thì đầu tiên này em sẽ có cái size nó là tầm khoảng 4 ngón nha quý anh chị, chuẩn chỉ cho quý anh chị 4 ngón nha. 4 ngón. Và giá em đang bán là 230k một con ha. Ở trong kia thì em sẽ có là một con cam cam, nó dạng hơi cam cam. Và size 4 ngón như quý anh chị sẽ to ha. 230k một con, một đôi nó là 450k nha quý anh chị. Anh chị chốt cho em một đôi cuối tuần này giảm cho quý anh chị mình 50 luôn. Đó, giá chỉ còn 400k chặn cho một đôi ha. Đó, có thể mình lấy một con cam, một con vàng. Đó. Đó, tiếp theo thì em sẽ đến với một con két coi kinh công. Đó. Cái con kinh công này thì cái size nó là bàn tay nha quý anh chị, nó tầm khoảng 5 ngón nha. Đó, 5 ngón nha quý anh chị. Đó, thì ở đây em còn lẻ thôi một con ha. Đó, thì cái size này em đang bán với giá là 1 triệu chặn nha quý anh chị. 1 triệu chặn nha. Ở đó loại chung chung thì mình cũng khó coi ha, để từ từ. Đó. Rồi tiếp tục đến với cái dòng két nhỏ hơn. Nhỏ thì cái size nó tầm khoảng 3 ngón, 3 ngón rưỡi nha quý anh chị. Và giá em đang bán là 150k một con ha. 150k một con. Đó, thì ở đây em sẽ có là cũng có là hai con vàng và còn lại là full đỏ ha. Full đỏ nó sẽ không có cái vân ha. Rồi tiếp theo đây em có một con la hán, tại la hán bên kia nó cũng còn nhiều, size tầm khoảng 3 ngón ha. 3 ngón đối về nha. Con này em đang bán với giá 200k nha quý anh chị. Tiếp tục đối với dòng hổ bắc thái ha. Hổ bắc thái thì em có size tầm khoảng 9-10 nha quý anh chị. Và giá em đang bán là 200k một con ha. 200k một con. Đó. Rồi tiếp tục em đến với một đôi phi phụng size tầm khoảng 16-17 nha quý anh chị. Đó, tầm tầm khoảng 16-17cm ha. Đó, và giá em đang bán là 900k một con ha. 900k một con. Đó, và anh chị nào chốt một đôi này. Đó, thì em có giảm nha. Một đôi em có giảm nha. Đó. Cá này lúc mà em thấy vô nó qua vô những cái góc như thế này nó hay bị dập mỏ. Đó, này nó mới về nó cũng khá là nhát. Đó, còn đối với kim ngân size tầm khoảng 12-13cm thì giá em đang bán là 65.000 con nha quý chị, 65k ha. Tiếp theo em đến với kim long ha. Kim long Úc thì ở đây em sẽ có size tầm khoảng 14-15cm nha quý chị. Ở 14-15cm ha. Và giá em đang bán là 750k một con nha. 750k một con, em sẽ có là 4 con nha. Đó, tại vì cá lúc vận chuyển em bỏ chung á thì nó có cái hiện trạng nó cắn nhau á, nó bị gách đu gách kỳ nha quý chị. Cái vấn đề nó không quan trọng nha. Đó, mình nuôi tầm khoảng một tuần lễ thôi. Đó, những cái di kỳ, những cái vấn đề như bị chốc vài cái vảy thì nó lành cấp tốc nha quý chị. Đó.
tiếp tục ở trong cái hồ tổng hợp nha quý anh chị. Rồi ở đây em có một con kia kim long úc ha, xa tầm khoảng 14-15 ha, đó. Giá 750 nha quý anh chị. Rồi ở trên đây thì em sẽ có là một con ngân vàng amino ở size tầm khoảng 14 cm 15 cm đó, và giá em đang bán là 700k nha quý anh chị, 700k nha. Hàng liền đạt di kỳ đồ rất đẹp nha quý anh chị. Rồi tiếp tục dưới đây em sẽ có là tổng cộng là 4 dòng cá chuột nha quý anh chị, 4 dòng cá chuột ha, đó, chuột giang nè, chuột nâu nè, chuột mỹ và chuột lắc ha, gọi là chuột lắc đi. Đó, thì cá chuột này á, thì cái size nó tầm khoảng 9-10 nha quý anh chị, và giá em đang bán là 25k một con ha, 25k một con là cái dòng vàng, dòng nâu là đồng giá nha, 25k một con. Còn đối với chuột mỹ, chuột mỹ thì cái size tầm khoảng 10 cm, đây là cá em tiện chọn nha, hôm nay em tiện được có đúng một đôi thôi, em ưng ý nha quý anh chị. Đó, thì cá chuột mỹ thì em đang bán với giá là 150k một con ha, hàng tiện đẹp quyết nha quý anh chị, di kỳ tay bơi đỏ rất đẹp nha, 150k một con. Còn đối với chuột lắc là 20.000 một con nha quý anh chị, 20.000 một con. Chuột lắc thì cái size nó tầm khoảng 5-6 nha quý anh chị. Đó. Rồi tiếp theo mình đến với cá hổ Bắc Thái size to hơn, nó to gấp đôi cái size 9-10 nãy, cái chiều dài nó tầm khoảng 12 cm, tầm khoảng 12 nha quý anh chị, 12-13. Đó, và giá em đang bán là 300k một con nha. Đó, nó hơi nhát nha quý anh chị, em cái này em mới thả vô luôn nè. Đó, có một số nó chưa có lên vân. Thôi bữa anh chị nào hỏi tay từ nhỏ có chưa, rồi hôm nay em lại có hàng lại nha quý anh chị mình ơi. Ở đây em sẽ có là đỏ đen màu đen á, thì cái size nó tầm khoảng 3 ngón 3 ngón rưỡi ha, giá là 65k con. Còn cái màu vàng á, thì cái size nó tầm khoảng 2 ngón rưỡi tới 3 ngón, giá cũng là 60k một con. Và anh chị mua cái combo như thế này, tức là hai con đỏ đen châu Phi và hai con vàng, giá của nó là 240k, giảm 40k còn chẳng 200 cho chọn combo 4 con nha quý anh chị. Thôi tiếp tục em đến với dòng cá nàng hai. Nàng hai thì em sẽ có là nàng hai amino vàng size tầm khoảng 22, tầm khoảng 22, và giá em đang bán là 600k một con. Ở 600k một con nha quý anh chị. Và quý anh chị chốt một đôi em để với giá là chẳng luôn nha, giảm cho quý anh chị mình 200k khi chốt một đôi. Một đôi của nó là 1,2 triệu, giảm 200 nha quý anh chị. Đó. Còn đối với nàng hai da báo thì cái size nó tầm khoảng 30 đủ về. Đó, và giá em đang bán là 650k một con, một đôi của nó là 1,3 triệu. Và quý anh chị chốt cho em một đôi luôn, em giảm cho quý anh chị mình 300 ha, còn chỉ 1 triệu thôi nha quý anh chị ơi. Đó, da báo rất đẹp nha, hàng liền lạc không tật lỗi nha quý anh chị. Dòng này nó cực kỳ dễ nuôi nha, đó, cực kỳ dễ nuôi luôn, có oxy cũng được mà không có oxy vẫn được nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với tay tượng châu Phi size to. Ở size to đây em sẽ có cái chiều dài nó tầm khoảng 20 cm, và cái độ dày của nó là tầm khoảng 4,5 ngón nha quý anh chị. Giá em đang bán là 200k một con. Đó. Và quý anh chị chốt cho em hết ba con này hôm nay em sổ cho quý anh chị mình luôn. Ba con này là 600, em giảm cho quý anh chị mình 200. Đó, tức là mua 2 tặng 1 luôn cho nó hết cái hồ nha quý anh chị. Đó, cho nó chống hồ nha quý anh chị ơi. Đó, cá là liền lạc nha quý anh chị, rất đẹp luôn. Bông là cực kỳ đỏ nha, cực kỳ đỏ, mình về mình đánh đèn nữa là hết ý nha quý anh chị ơi. Mình đến với là háng nha quý anh chị. Rồi mình vào chủ đề luôn. Đầu tiên mình sẽ đến với con mã số 1. Đó, con mã số 1 này thì em có size tầm khoảng 3 ngón đổ về ha, dòng cam phái 32 tông. Đó, thì con này em đang bán với giá là 240k nha quý anh chị, 240k. Ở về màu sắc thì mình khỏi nha, chơi luôn, cá cực kỳ lên màu đẹp nha quý anh chị. Đó, mình về mình đánh một cái đèn màu thì hết ý nha. Ở đây quay đèn trắng nha quý anh chị. Đó. Rồi tiếp tục mình đến với con mã số 2. Đó, body sọt ngắn nha, dòng cam phái 32 tông. Đó, đầu bự nha quý anh chị ơi. Đó, size tầm khoảng 2,5 ha. Đó, và giá em đang bán con này là 250k nha quý chị, 250k. Đó, con này khá là đẹp nha quý chị, nhỏ mà có vỏ nè. Rồi tiếp tục mình đến với con thứ ba. Con thứ ba này tầm khoảng 3 ngón nha quý chị. Đó, tầm khoảng 3 ngón ha. Đó, thì con này em đang bán với giá là 250k nha quý chị, 250k ha. Đó, mỗi một con thì nó sẽ có cái màu sắc cũng như là cái form khác nhau đó, mình thích cái con nào mình chốt con đó ha. Rồi tiếp tục mình đến với con mã số 4. Mã số 4 này thì cái size nó 3 ngón nha quý chị. Đó, và giá em đang bán là 220k nha, 220 nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mình đến với con mã số 5 ha. Mã số 5 này thì em có cái size nó tầm khoảng 3,5 ngón tay em ha, và giá em đang bán là 280k. Thì con này em giảm luôn nha, giảm 30k nữa còn 250 nha quý anh chị. Đó, con mã số 5 ha. Hôm nay thì khá nhiều cá, em quay cho nó hơi nhanh nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mình đến với con mã số 6. Mã số 6 này thì cái size nó tầm khoảng 3 ngón nha quý anh chị.
Đó, giá của nó là 300k, giảm cho quý anh chị mình 50k, giá chỉ còn có 250 nha. Con mà số 6 nha quý anh chị ơi. Đó, con này mình về mình đánh đèn nó cũng rất đẹp nha quý anh chị. Cá rất là đỏ nè. Rồi tiếp tục mình đến với con mã số 7. Mã số 7 này thì em có size tầm khoảng 2,5 ngón tay ha. Đó, và giá em đang bán là 220k một con á, 220 nha quý anh chị. Đó. Nó là cam pha F3 2 tông. Đó. Nhưng mà nó giá rẻ thì nói chung tiền nào của nấy thôi. Đó. Tiếp tục em đến với một cái bầy 4 con la hán size 3 ngón đổ về nha quý anh chị. Đó, 3 ngón đổ về giá bán lẻ là 130k. Ở đây em có 4 con ha. Đó, 4 con, ở trong kia một con nữa, con nhỏ hơn. Con trong kia thì tầm khoảng 2 ngón. Đó, thì hết cái combo này giá bình quân của nó tầm khoảng 500, 550, 600 ha. Và hôm nay em sale cho quý anh chị mình nha. Bữa con cũng có hai người khách chốt. Một người thì không chuyển khoản được, đó, do là không tin tưởng. Đó, một người thì hẹn, đó, em không thích hẹn nha. Anh chị nào mua thì chốt địa chỉ cho em, đó, em đóng em gửi đàng hoàng. Đó, anh chị nào theo dõi kênh của em rồi cũng biết em bán hàng như thế nào rồi. Đó. Chuyển tiền thanh toán gửi cá bảo hành đầy đủ cho quý anh chị mình nha. Đó, thì chọn combo này thì em đang bán cho quý anh chị mình với giá chỉ 290.000 thôi nha, khỏi suy nghĩ nha quý anh chị, giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, mình về mình phân ra ha, mình phân ra một ngăn một con mình nuôi. Đó, thì nó sẽ lên màu, lên sắc tố đẹp nha, tại vì ở đây em nhúng chung thì cá có tình trạng như cắn nhau, nó bị rách đuôi rách kỳ nha quý anh chị. Rồi tiếp tục ở đây em còn một con tri cọp size tầm khoảng 16-17 cm. Đó, mà giá em đang bán là 200k con nha quý anh chị. Rồi mình tiếp tục đến với một cái dòng cá cũng hot hôm gài mà em đang thiếu hàng bán nha quý anh chị. Đó là dòng chạch lửa ha. Đó, hôm nay thì em sẽ có là khá là nhiều size để quý anh chị mình chọn ha. Đó, đầu tiên em sẽ báo giá cái size lớn ha. Size lớn thì em sẽ có là một đôi. Đó, có một đôi size lớn thôi nha quý anh chị. Thì cái gì chiều dài nó tầm khoảng 50 đổ về, 40 mấy đổ lên ha. Và giá em đang bán là 1 triệu một con ha, 1 triệu một con. Còn cái size tiếp theo, size tiếp theo thì nó tầm khoảng 40. Đó, 40, 40 mấy chút. Thì giá em đang bán là 750 một con. Đó. Còn cái size tiếp theo nữa. Cái size tiếp theo thì nó tầm khoảng 30. Đó, cái size 30 thì em đang bán với giá là 500k nha quý anh chị. Đây size 30 nha. Đó, 500k một con. Đó, còn cái size nhỏ nữa, size nhỏ nữa nè. Nó tầm khoảng 26 27. Giá em đang bán là 450k một con. Đó, và đặc biệt hôm nay em có một con chạch lấu nha, con chạch lấu nha quý anh chị. Đó, size tầm khoảng 25 27 cm. Giá là 100k con nha quý anh chị. Còn con này nó bị chày, đó, nó bị chày. Đó, con này em đang bán với giá là 200 nha. Cái size nó tầm khoảng 25 cm. Tiếp theo mình sẽ đến với dòng lóc sen tít ha. Lóc sen tít thì ở đây em sẽ có size tầm khoảng 10-11 cm nha. Và giá em đang bán là 100k con nha quý anh chị. Đó, còn trong kia mình sẽ có là dòng mặt quỷ ha. Mặt quỷ thì cái size nó tầm khoảng 10 cm, 11 cm. Và giá em đang bán là 100k một con nha. Đó, 100k một con. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá rô báo nha quý anh chị. Cá rô báo hôm nay thì em sẽ có size tầm khoảng 11-12 cm. Và giá em đang bán theo combo là 4 con 200k nha quý anh chị. Ở đây em sẽ có số lượng là tầm khoảng 2 combo thôi. Đối với dòng rô báo nha. Rồi tiếp tục mình đến với hoàng tử châu Phi. Hoàng tử châu Phi thì em có cái size nó tầm khoảng 3,5 ngón nha quý anh chị. Đó, 3,5 ngón tay và giá em đang bán là 125k một con, một đôi là 250 nha quý anh chị. Tiếp tục em đến với dòng tre panda. Tre panda em sẽ có size tầm khoảng 13-14 cm ha và giá em đang bán là 65k một con nha quý anh chị, 65k một con. Dòng này thì nó sống đáy rất là năng động luôn. Đó, rất là sạch sẽ phần đáy nha quý anh chị. Đó, đây nè. Đó, còn mà những cái dòng mà lội lơ lửng thì những hoạt đáy nó sẽ đóng cặn ở đây. Đó, dòng này nuôi nó cũng rất là hữu ích nha. Anh chị nào mình có cái hồ mà phân cặn nhiều á, mình nuôi một hai con này đảm bảo là sạch sẽ cái hồ của anh chị mình luôn. Xem đến với dòng cá sấu hoa tiễn. Sấu hoa tiễn ở đây sẽ có size tầm khoảng 20 và giá em đang bán là 200k một con nha quý chị. Tiếp theo mình đến với dòng lóc bông thái ha. Lóc bông thái ở đây em sẽ có size tầm khoảng 14-15 cm và em đang bán theo combo là 5 con 200k nha quý chị. Ở 5 con 200k nha. Tiếp tục mình đến với dòng lóc bông beo. Lóc bông beo thì em có size tầm khoảng 13-14 cm á. Đó, và giá em đang bán theo combo là 4 con 200k nha quý chị, 4 con 200k nha. Rồi tiếp tục em ở đây em còn một con Zalo Centrum size tầm khoảng 12 cm ha. Và giá em đang bán là 200k một con nha quý chị, 200k một con.
Rồi tiếp tục mình đến với dòng cá sấu hỏa tiễn bông. Ở sấu hỏa tiễn bông này em có size nặng khoảng 20-22 cm và giá em đang bán là 300k một con đúng không chị? Đó, 300k một con. Tiếp tục em đến với dòng hổ Indo. Hổ Indo thì em sẽ có size tầm khoảng 5-6 cm nha quý chị. Và giá em đang bán là 300k một con nhé, 300k một con. Số lượng ở đây thì có tầm khoảng 10 bé nha quý chị ơi. Cá nó mới về nó hơi nhát nha quý chị. Hổ Indo thì lúc nào cái kỳ gai của nó cũng sừng sững lên như thế này nha quý chị. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá Trường Giang. Đó, cá Trường Giang trước mặt quý anh chị đang xem thì mình có size tầm khoảng 16-17 cm chiều dài nha quý anh chị. Còn cái độ kỳ sửng tính hết luôn thì nó tầm khoảng 5 ngón tay. Đó, cái độ sửng của cái kỳ nha quý anh chị. Ở đây là ngón tay em nè, và đây là cái độ to của cá ha. Đó, cá to nhưng giá hạt nho thôi nha quý anh chị. Đó, cá này em đang bán với giá là 200k một con ha, 200k một con. Dòng cá Trường Giang, dòng cá sống đáy nha quý anh chị. Đó, thì nó sẽ ăn những cái chất tạp chất, những cặn bẩn này nọ dưới đáy hồ nha quý anh chị. Đó, nó cũng có một cái gì đó hay ho. Đó, ở nhà mình chưa có cái nào thì mình có thể xem qua video mình chọn ha, ủng hộ shop em vài con nha. Đó, hôm nay cuối tuần em cập nhật rất là nhiều cá nha quý anh chị. Rồi tiếp tục đến với dòng cá Baku ha. Baku thì em có size 2 ngón nha quý anh chị. Đó, size 2 ngón và giá của nó là 25.000 một con ha, 25.000 một con. Thì cá này này nó cũng dạng như sống đáy nha quý anh chị, sống đáy sống bình nhựa ha. Đó, cái này mình nuôi to nhìn nó cũng rất là ngầu nha quý anh chị, nó có một cái màu đỏ đỏ nha. Đó. Và đây là những con cá mới vừa tổng kết trong cái ngày cuối tuần hôm nay. Đó, anh chị xem mình thích cá nào mình chốt cái đó ha. Và những con cá đây đóng gửi tỉnh á thì em chỉ cần chuyển khoản thanh toán trước sau đó mới đóng thùng gửi ship ha. Vì đây là cái mặt hàng cá kiện gửi đi cũng gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua và không tin tưởng thì thôi. Em bán cho khách hàng nào cũng như nhau, và anh chị đã từng mua cá của em rồi cũng biết em bán hàng như thế nào. Đó. Và cá em đóng gửi là sẽ có bảo hành trên đường vận chuyển cho quý anh chị mình nha. Trường hợp quý anh chị nhận hàng như là không đúng mẫu, cá yếu hoặc là cá vỡ bọc, cá chết, em sẽ đóng cái khác. Đó, gửi lại cho mình nha. Đó là cái phương châm bán hàng của em. Đó, và video của em cũng xin kết thúc tại đây. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành ít thời gian theo dõi cái video của em. Nếu thấy video hay hoặc là muốn xem những tập tiếp theo có những cái dòng cá gì thì quý anh chị mình hãy nhấn cái nút đăng ký ha, để khi em đăng video lên quý anh chị xin nhận được cái thông báo để mình xem cá cũng như là mình chốt cá ha. Rồi và em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những clip tiếp theo ha. Và cuối tuần em cũng xin chúc cho tất cả của chú anh chị cùng các bạn có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật là an lành vui vẻ nha.